Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là thường thường là thay cái tủ mà nó bó đá các bạn. Cứ thay sensor xong hay thay sensor lạnh xong á là các bạn dội nước cho tan đá ra là nó bị giật. Thì cái chuyện giật nối mát thì ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà cái quan trọng á là mình chỉ các bạn là nối mát cho nhanh, chứ vô nhiều cái nhà là mình đâu có được đóng 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 đinh đóng gì xuống mát đâu đúng không? Mà giờ là lỡ ráp vô rồi xong xuôi hết rồi đó là giật tê tê, mà quay lại nữa là lỗ tiền xăng. Đó thường thường là vậy. Còn nếu thường thường các bạn làm kỹ á thì khi mà dội nước xong mà mình lấy khăn khô hoặc là giấy khô lau tất cả những cái giắt tiếp xúc đi thì nó hết. Còn cái trường hợp mà bị mát mà giật từ lốc ra, giật từ lốc ra mà nhiễm nhiệt quá các bạn đóng mát cũng vẫn không hết, là cái đó là coi như bó tay, đó là nhiễm lốc chạm đúng không? Đúng không? Còn đây là nhiễm nước thì mình thay sensor xong hay bị lắm đó. Có trường hợp á, có trường hợp mình quay cái giắt điện lại thì nó hết. Nhưng mà cái trong cái nhiều cái thế, cái gia đình các bạn đi làm á, cái thế cái sợi dây điện là cắm quay xuống theo cái hướng đó của người ta rồi, giờ mình quay ngược lại là người ta nghi ngờ đúng không? Mà khi á các bạn làm xong á thì nó giật, nhưng mà khi mà chạy lạnh rồi là hết giật, tại lạnh nó làm khô cho khô nước mà các bạn đúng không? Đó, khi mà mình mới thay xong về mà giật tê tay là người ta không chịu. Thường thường người dân người ta rất là sợ điện. Đó, là hôm nay là mình thay cái tủ LG này. Cái tủ LG là nó cũng bị giật này. Đây, các bạn đây nha, đây mình nắm đầu dưới đây nha, nó giật rồi ha, đây đó. Bây giờ mình nối mát rồi nha, mình nối mát đây, nối mát vô cái chỗ nào không có sơn nha các bạn. Rồi cắm cái này xuống đất, cắm xuống đất, đây, cắm xuống đất nè. Rồi hết nè đúng không? Dây này vẫn nắm nha, dây này nè, đỏ nè, đỏ với tay 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 trên cái điện thoại mình cầm nè. Còn một chân đặt xuống đất nha. Đó hết đúng không? Rồi giờ mình lấy ra. Đó, thấy không, nó lên thấy không? Đó, nè. Thì các bạn quay cái giắt lại nó cũng hết. Có nhiều cái trường hợp tại những cái dây dây mát thì nó nhiễm với nước, còn cái phần cái dây nóng á, thì nó nhiễm vô nước, cái phần mà mình mới dội á, còn cái dây mát thì nó không có, thì nó quay cái giắt lại nó cũng hết. Nhưng mà trong trường hợp này thì cũng được. Thì các bạn làm một cái các bạn bắt vô như thế này đúng không? Rồi mình tước dây ra nhiều nhiều chút. Xong mình đặt xuống cái chân của nó đó. Tước mỏng mỏng ra nhiều lên, đặt xuống cái chân của nó. Nhiều cái lỡ làm rồi mà ráp vô hết rồi nó lại giật tê tê, hơi tê tê. Này là nó giật gần 100V nha các bạn, nãy nó gần 100V luôn á. Có nhiều cái nó giật 50V là người ta muốn tê tê là người ta không chịu rồi. Đó. Còn 50V thì không sao. Thì các bạn làm vậy, các bạn đặt xuống cái chân á, các bạn đặt xuống cái chân máy cái chân tủ lạnh á. Rồi các bạn đè lên. Mà các bạn đè lên á nó cũng không hết đâu. Đó, các bạn lấy tí nước các bạn dội vô là ok liền. Đó. Cũng như là mấy cái máy inverter của máy lạnh á, là cái máy nào nó cũng giật hết. Mà bắt lên tường rồi vẫn giật các bạn, đúng không? Thì tường là mát đất rồi mà nó vẫn giật. Đó, nhưng mà cái đó cái tường rất là khô. Các bạn dội tí nước vô là giận hết. Đó, là cái kiểu nó là như vậy. Rồi thân mến cho các bạn nha.